Vâng, Tiến Mimi xin chào cả nhà. Chào tất cả các bác âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay Tiến Mimi sẽ giới thiệu đến các bác đồng loa của JBL Bát 40, một bát lèo, một set lèo. Đó là loa MRX 515. Như năm ngoái thì Tiến Mimi về hai đôi, một đôi của Mỹ Made in USA và một đôi của Mexico. Thì đúng nó như nhau nhưng mà nó khác lúc sản xuất thôi. Đó là hàng của Mỹ, loài xịn các bác nhé. Leo hết 515 đẹp như mới quá nhé. Thế lo này nó đời cao, đời là đời đầu năm rồi, nó như mới. Đầu 4 thì nó cũ hơn, đầu năm thì nó mới. Về đằng sau nhé. MRX 515 Made in USA nha. Nó có đôi trước năm ngoái Tiến bán là Made in Mexico và có một loại nữa là Made in Chile các bác nhé. Nhưng mà hàng này hàng còn sản xuất ở tại Mỹ thì nó để là Made in USA. Có một loại Made in Mexico và một loại là Made in Chile. Thì trong những cái dòng này là Made in USA vẫn là đắt tiền nhất. Made in USA này là Tiến đi bán cho các bác là 42 triệu một cặp. Còn đâu nếu mà Mexico là 37 triệu. Còn Chila của nó là 22 đến 24 tùy đẹp hay xấu thôi nhé. Tép leo, bát leo, mã là 515 rồi nha các bác nha, đầu 5 rồi chứ không phải đầu 4 nữa đâu. Ví dụ 4735 này, hay là 4735X này, 4738 này, 4770 này thì nó vẫn là đầu 4. Nên đầu 5 thì nó là leo hết rồi nha các bác nha. Nên đầu 5 nó leo hết. Tiến BB có 3 cặp thì hôm qua về một cặp thì hôm nay test nhạc luôn cho các bác. Bây giờ chơi tiếp leo. Bát leo đầu 5 thì cao rồi. Đây, đây các bác nghe đánh giá chất lượng âm thanh thì trước Tiến mình test rồi nhưng mà nghe những cái nhạc bùm bùm thì các bác chưa biết hết được, nghe những nhạc của chi tiết để các bác biết được là cái loa là hay rất nhẹ các bác nhá. Của Resort Anamandara, nơi mà Hành Tuấn luôn luôn yêu mến tại Đà Lạt, xin hãy nghe lại những cảm xúc của một thời mà Hành Tuấn đã yêu giọng hát người bạn gái ấy. Tiếng nó phải là cực sạch,
Nhưng chi tiết các bạn, nói chung loa này không phải quảng cáo nhiều, tại vì giá thành nó rất cao rồi, tiếng cực tốt luôn các bác nhé. Không phải lăn tăn được cái vấn đề tiếng của cái dòng loa leo này, leo tàu các bác mua nghe đã hay rồi, chứ không phải là leo xịn nữa. Đây các bác này, leo đi um. Các bác phải lăn tăn về vấn đề hòa mic hiệu phân nữa. Nói chung càng đề cao thì nghe nó càng hay. Cái này độ trung vú nó cực tốt bác nhé, nó không như cái loa thường đâu. Cái loa thường mình nếu mà đứng gần độ cách độ 1 mét, hơn mét thì nó vẫn không hú. Mà đứng gần độ 50 phân là vẫn hú. Nhưng loa là thậm chí các bác phải để micro vào đây này thì nó mới hú, còn nếu cách đang ở ra ngoài này nó cũng không hú. Trung hú cực tốt luôn, tiếng cực mộc, cực hay. Chứ nó không có lén tiếng nhiều như là những cái tép thường kia. Tép thường kia nó lén tiếng nhiều quá, nghe tiếng khi mình mở to là nó bị chẹt phẹt tiếng tép. Cái này không là có nhé. Leo đi uống không là có. Có 3 đôi các bác. Và một cặp sub 618. Cặp sub 618 thì nó là sản xuất ở Made in Chile, thì nó đề sau là Made in Chile luôn đó nha. Thì để hôm sau nó về thì tiếng BB sẽ quay chi tiết cho đôi nó sub đấy. Thì vì là MR515 này này, nó có 3 nước sản xuất. Made in USA này, Made in Mexico này, Made in Chile này. Đấy, là nó có 3 nước sản xuất. Thì là cái dòng USA này nó vẫn đắt tiền nhất. Anh như năm ngoái tiếng BB bán 42 triệu một cặp, còn cặp Mexico tiếng BB bán 37 triệu. Đó. Là bác nào mà có lấy nhu cầu lấy cái loa TVN dòng cao cấp đầu năm này thì liên hệ với cả Tiến Bimbi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Bimbi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các nhé. Cái dòng này tiếng nhạc nó cực hay rồi. Đó, không phải cực nhiều về những cái dòng loa này nữa. Đây cũng tiếng mình ở một đoạn gạch guitar giống như hôm qua. Đây tiếp BB vẫn đánh vào cái con Q485N nhé. Đang đánh hai kênh C và D. Nhưng còn hai kênh này không đánh. Và một chiếc lọc Folix của Hàn Quốc MQ3400 và một chiếc vang Timac thế thôi. Còn chưa được một cái gì. Và tiếp BB nói chuyện mai có ai là có vang cơ cực hay này, nhưng mà chưa giới thiệu cho các bác này. Để mai video sau thì mình sẽ thực tế test chi tiết con vang này, tiếng cực hay luôn. Little sound. Các bác chỉnh ở volume nhé, nó là cơ điện số, các bác chỉnh ở đây xong không bắt đầu là các bác bỏ ra một trong vòng độ 10 giây thì tự nó lưu lại chế độ đấy luôn các bác, chứ không phải các bác không phải bấm lưu thì nó rất dễ sử dụng. Cái chiếc áp này bạn nó khác các bác này, nghe tiếng này. Chứ không phải là những cái tạch như cái hàng vang trước đâu, là bác yên tâm đấy. Vâng, nếu bác nào có nhu cầu lấy loa VBL 515 thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại trên lúc Tiến BB vừa đọc cho các bác đấy. Và loa này là Tiến BB bán giá 42 triệu bao ship cho các toàn quốc nha các bác nhé. Có 3 đôi. Vâng, và bên xin chào tất cả các bác.